Cải cách thể chế là cải cách gì? Vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm đang thả mồi để bắt bóng? Sau khi Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có không ít người hy vọng sẽ có công cuộc cải cách và tin tưởng rằng ông Tô Lâm sẽ là người tạo ra bước ngoặt lịch sử. Tuy nhiên, chỉ mới tròn 3 tháng, nhưng suy nghĩ vừa kể trên được cho là hoàn toàn không có căn cứ, vì cán cân quyền lực của chính trường đến nay đã thay đổi gần như 180 độ. Việc ông Lương Cường ngồi vào ghế chủ tịch nước đã cho thấy sự suy giảm đáng kể quyền lực của ông Tô Lâm, đồng thời đã chính thức chấm dứt những nỗ lực thâu tóm quyền lực tuyệt đối của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong lúc ông Tô Lâm nỗ lực bằng mọi cách để nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Theo giới phân tích, công cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm đang đối diện với tất cả các tiềm năng và thách thức rất lớn. Trong quá trình cải cách, việc đấu tranh chống tham nhũng và tinh gọn bộ máy của nhà nước là một trong những ưu tiên hàng đầu, với mục đích nhằm duy trì niềm tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng, với mong muốn tạo ra những sự thay đổi mang tính bước ngoặt để tạo ra những dấu ấn riêng của mình như một Gorbachev của Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm đã dũng cảm đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm nhất của các nước hậu cộng sản khi nêu vấn đề điểm nghẽn của điểm nghẽn là vấn đề thể chế. Theo giới chuyên gia, việc Đảng Cộng sản Việt Nam có cải cách thể chế chính trị hay không là một vấn đề phức tạp và hết sức nhạy cảm. Trong các văn kiện phát biểu chính thức của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đều nhấn mạnh cam kết duy trì hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa và tiếp tục giữ vững chế độ chính trị một đảng lãnh đạo. Tuy nhiên, nhiệm vụ này gặp phải nhiều khó khăn với nhiều lý do khác nhau, mà việc xung đột mâu thuẫn giữa các cá nhân và phe phái trong đảng là vấn đề mấu chốt. Ngoài ra, ông Tô Lâm cũng gặp phải sự thách thức trong việc làm sao tiến hành cải cách mà không ảnh hưởng đến sự ổn định của chế độ. Đây cũng là lý do một bộ phận lớn các lãnh đạo cấp cao trong Đảng Cộng sản Việt Nam, một lực lượng được cho là các nhân sự trung thành với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vốn kiên định với học thuyết Marx Lenin và những vấn đề mà chủ nghĩa xã hội họ ra sức bảo vệ. Tuy nhiên, thực chất của vấn đề được cho là sự cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm đề ra đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi cũng như quyền lực của thế lực chính trị này, đó là những người vẫn còn trung thành với ông Nguyễn Phú Trọng trước đây. Đây là điều hơn ai hết ông Tô Lâm cũng hiểu quá rõ. Đây là điều nhạy cảm với cái nhà nước độc đảng ở Việt Nam. Việc cải cách thể chế do đó sẽ đi ngược với việc duy trì sự đoàn toàn trị của Đảng Cộng sản. Điều sẽ khiến cho đổi mới và cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm đang chứa đựng các nguy cơ tiềm ẩn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đòi hỏi cải cách thể chế của Tô Lâm đưa ra không phải là việc xóa bỏ đường lối hay thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa, mà là thay đổi nguyên tắc căn bản nhất của chế độ độc đảng toàn trị. Đó là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Có nghĩa là ông Tô Lâm muốn thay đổi theo mô hình nhất thể hóa như ở Trung Quốc dưới thời ông Tập Cận Bình hay như Putin ở Cộng hòa Liên bang Nga hiện nay. Nhưng ông Tô Lâm không đủ can đảm để nói thẳng ra điều đó. Đó là lý do công luận thấy rằng Tổng Bí thư Tô Lâm đang ở trong thế bí nên mỗi ngày nói chuyện cũng như chỉ nói vòng vo tam quốc như mấy ông bên tàu bán thuốc dạo mà thôi. Ông Trương Hòa Bình là trùm cuối đại án Sài Gòn Đại Ninh, sự thật hay tin đồn? Kể từ đầu năm 2024 cho đến nay, nhiều vụ án tham nhũng lớn đã được đưa ra ánh sáng, hàng loạt quan chức cấp cao bị điều tra và xử lý kỷ luật. Điều đó đã thu hút sự chú ý và bước đầu tạo lòng tin của công chúng đối với ông Tô Lâm. Vào ngày 2 tháng 11, truyền thông nhà nước đưa tin cựu Bộ trưởng và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ông Mai Tiến Dũng đã bị khởi tố và tạm giam do liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Dũng bị cáo buộc nhận 200 triệu đồng từ doanh nghiệp Nguyễn Cao Chí để can thiệp vào việc thu hồi dự án Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng. Điều này đã tạo điều kiện cho việc chuyển nhượng dự án giá trị hàng chục nghìn tỷ sang các công ty khác, gây tổn thất rất lớn cho ngân sách nhà nước. Ông Mai Tiến Dũng đã bị Bộ Công an khởi tố và bắt giam từ ngày 4 tháng 5 do có liên quan đến các vụ án hối lộ tham nhũng ở tỉnh Lâm Đồng và một số vụ án khác có liên quan đến các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Thuận An. Trước đó, ông Mai Tiến Dũng đã bị kỷ luật đảng và nhận hình thức cảnh cáo vào năm 2023 do các sai phạm liên quan đến những chuyến bay giải cứu. Ngay sau đó, trên mạng xã hội đã có những ý kiến cho rằng, trong quá trình điều tra vụ án, bị can Mai Tiến Dũng đã mập mờ khai đổ lỗi cho ông Trương Hòa Bình, cựu Phó Thủ tướng Thường trực nhiệm kỳ 2015-2021 là trùm cuối trong vụ án Đại Ninh ở Lâm Đồng. Theo giới thạo tin, bị can Mai Tiến Dũng đã khai nhận rằng, đại gia Nguyễn Cao Chí là chủ siêu dự án Sài Gòn Đại Ninh, có mối quan hệ thân thiết với các lãnh đạo của chính phủ, là cấp trên của ông Mai Tiến Dũng. Vào năm 2020, ông Nguyễn Cao Chí đã làm đơn xin gia hạn
và giãn tiến độ dự án Đại Ninh ở Lâm Đồng và có đề nghị ông Dũng thông qua lãnh đạo chính phủ chỉ đạo cho thanh tra chính phủ sớm giải quyết. Sau đó ông Dũng báo cáo Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình để có tác động mạnh mẽ hơn. Đáng chú ý, sau khi nhận quả biếu 200 triệu đồng của đại gia Nguyễn Cao Chí, ngay lập tức ông Mai Tiến Dũng lập tức phê vào đơn đề nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh với nội dung như sau: chuyển vụ 1 xử lý sớm, sau đó chuyển cho ông Trương Hòa Bình ký duyệt chỉ đạo. Khi bị khởi tố bắt giam, ông Dũng khai với cơ quan điều tra như trên vì nghĩ rằng đại gia Nguyễn Cao Chí đã nhờ ông Trương Hòa Bình trước đó. Theo ông Dũng, ông ký bút phê chỉ để đảm bảo đúng quy trình. Đáng chú ý, người đóng vai trò chính giúp cho đại gia Nguyễn Cao Chí là ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đã đột ngột qua đời vì đột quỵ. Tuy nhiên, giới thạo tin khẳng định Phó Tổng Thanh tra Trần Văn Minh đã chủ động tự sát và đã qua đời tại nhà riêng trước khi được đưa đến bệnh viện Nguyễn Tri Phương để cấp cứu. Ông Trần Văn Minh được cho là đã nhận hàng chục tỷ đồng từ tập đoàn Vạn Thịnh Phát và doanh nhân Đỗ Cao Chí để dàn xếp vụ việc gia hạn cho dự án Sài Gòn Đại Ninh. Trước đó, chiều ngày 21 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Văn Hùng cũng đã nhảy lầu tự vẫn, qua đời tại chỗ. Được biết, hai ông Trần Văn Minh và Nguyễn Văn Hùng đều là đàn em thân cận với ông Nguyễn Xuân Phúc. Họ đã chủ động chọn cái chết để vừa giữ được thanh danh, vừa tránh khai ra chùm cuối trong vụ án Đại Ninh, được cho là ông Trương Hòa Bình. Ủy viên Bộ Chính trị Trương Hòa Bình, một người quê ở tỉnh Long An, là đồng hương với ông Tư Sang, cựu chủ tịch nước. Ông Bình từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của Việt Nam như Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, phụ trách chỉ đạo cải cách tư pháp, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trước đó tại Đại hội khóa 11, ông Trương Hòa Bình đã chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Lương Tam Quang thăm Đức, một quyết định lợi bất cập hại của Tổng Bí thư Tô Lâm. Mục đích của chuyến thăm Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 26 đến 29 tháng 10 của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, theo truyền thông nhà nước cho biết là nhằm tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật. Bộ trưởng Quang đã hội đàm với nội vụ của cơ quan tình báo Đức để trao đổi thông tin và phối hợp trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia. Hai bên đã thảo luận về việc hợp tác điều tra, truy bắt các đối tượng truy nã và chuyển giao người bị kết án tù. Tuy nhiên, như Thời báo .de đã khẳng định, chuyến thăm Đức của Bộ trưởng Lương Tam Quang đã thất bại. Cụ thể, ông Lương Tam Quang đã không đạt được mục đích dẫn đầu bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam, mặc dù phía Việt Nam đã đặt vấn đề sử dụng Trịnh Xuân Thành để đổi lấy bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ngoài ra, phía Hà Nội sẵn sàng tạo điều kiện cho công ty Siemens, một tập đoàn lớn của Đức, nhận hợp đồng trong phần xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam. Tuy nhiên, vì Cộng hòa Liên bang Đức là một nhà nước pháp quyền với hệ thống chính trị tam quyền phân lập, do đó chính phủ Đức phải tôn trọng pháp luật của đất nước họ. Hơn nữa, vì bà Nhàn đã có quy chế tị nạn, cho nên nghiễm nhiên bà được luật pháp Đức bảo vệ. Vụ việc của bà Nhàn từ lâu đã được công luận quốc tế đánh giá là một vụ án mang tính chính trị. Đó cũng là lý do khiến Cộng hòa Liên bang Đức không bao giờ chấp nhận đổi trác như đề nghị phía Bộ Công an Việt Nam đưa ra. Đây là một bài học cho Tổng Bí thư Tô Lâm và đàn anh thân tín của ông tại Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang về việc cần phải đối xử theo đúng luật pháp với người dân Việt Nam nói chung và các quan chức nhà nước nói riêng. Bộ máy hành chính không thể đưa ra các quyết định tùy tiện như lâu nay. Theo giới phân tích, ông Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đều là những đệ tử thân cận của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng Tổng Bí thư Tô Lâm vì lợi ích cá nhân muốn qua việc bắt giữ bà Nhàn để hạ được bằng được Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng thời hạ luôn ông Phan Văn Giang để đưa tướng Hoàng Xuân Chiến lên thay. Mới đây nhất, nguồn tin nội bộ của Thời báo cho biết Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, lãnh đạo cấp cao của quân đội, đã không có tên trong danh sách ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây được cho là các phản ứng mới nhất của tập thể lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Vẫn theo nguồn tin nội bộ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đang mắc bệnh gan rất nặng, nhưng vị lãnh đạo quân đội này đã chuẩn bị phương án dự phòng. Theo đó, Đại tướng Nguyễn Tân Cường sẵn sàng thay thế cho chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với lý do không để chức vụ này rơi vào tay tướng Hoàng Xuân Chiến, một đồng minh thân cận của Tổng Bí thư Tô Lâm. Những tính toán sai lầm của ông Tô Lâm vừa kể trên sẽ càng khiến cho mối quan hệ được cho là hết sức tốt đẹp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Phan Văn Giang sẽ càng bền chặt hơn. Ông Chính là một nhân vật thân Bắc Kinh. Thời gian gần đây, ông đã có nhiều biểu hiện tạo điều kiện cho Trung Quốc trong các hoạt động kinh tế với Việt Nam. Do đó, việc Tổng Bí thư Tô Lâm cử Bộ trưởng Lương Tam Quang sang Đức để tìm cách đưa bà Nhàn về Việt Nam
không chỉ đã thất bại mà còn lợi bất cập hại, có thể khoét sâu mối bất đồng trong nội bộ của các đàn em thân cận với ông bà Dũng. Điều này sẽ dẫn đến sự suy yếu quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Lương Tam Quang thăm Đức, một quyết định lợi bất cập hại của Tổng Bí thư Tô Lâm. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.